của xe máy ủi D39 EX chữ 22 của Komatsu. Video được chia hai phần. Đây là phần 1. Mời các bạn cùng xem. Ở phần 1 này, danh sách có mã lỗi từ 6091NX đến DDU1FS. Mã lỗi đầu tiên đó là mã 6091NX được xác nhận hộp đen của HST. Nội dung là khi nhiệt độ dầu HST đạt 50 độ C trở lên thì công tắc tắc nghẽn bộ lọc sạc HST kích hoạt. Mã AA10NX được xác nhận hộp đen của màn hình tắc lọc khí. Mã AB00MA được xác nhận hộp đen của màn hình, nội dung sự cố máy phát điện. Mã BA+BAZG để xác nhận hộp đen động cơ, áp suất động cơ bị thấp. Mã BA+BCNS để xác nhận hộp đen của động cơ, lớp làm mát của động cơ quá nhiệt. Mã BA+CRNS để xác nhận hộp đen của HST, dầu bộ HST quá nhiệt. Mã BA+CRZG để xác nhận hộp đen của HST, áp suất dầu của HST bị thấp. Mã CA111 để xác nhận hộp đen của động cơ, nội dung là bất thường bên trong bộ điều khiển của động cơ, bộ nhớ hay nguồn cung cấp. Tiếp theo, mã CA115 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động là E04, cảm biến tốc độ SAE và dự phòng bị bất thường. Mã CA122 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động là E03, áp suất khí thừa của động cơ quá cao. Mã CA123 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động là E03, áp suất khí thừa động cơ quá thấp. Mã CA131 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động E03, điện áp cảm biến và đập ca quá cao. Mã CA132 để xác định hộp đen động cơ, mã hành động là E03, điện áp cảm biến và đập ca quá thấp. Mã CA144 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động E02, cảm biến nhiệt độ nước làm mát của động cơ có điện áp cao. Mã CA145 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E02, cảm biến nhiệt độ nước làm mát của động cơ có điện áp thấp. Mã CA153 để xác nhận hộp đen của động cơ, mã hành động là E01, cảm biến nhiệt độ khí nạp sau turbo bị cao. Tiếp theo, mã CA154 được xác định hộp đen động cơ, mã hành động là E01, cảm biến khí nạp sau turbo có điện áp thấp. Mã CA187 được xác định hộp đen động cơ, mã hành động E03, nội dung lỗi là cảm biến nguồn 2 cấp cho hộp điều khiển điện áp thấp. Mã CA221 được xác định hộp đen động cơ, mã hành động là E04, nội dung lỗi là cảm biến nhiệt độ khí quyển có điện áp cao. Mã CA222 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, cảm biến nhiệt độ khí quyển có điện áp thấp. Mã CA227 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động là E03, cảm biến nguồn 2 cấp cho hộp điều khiển có điện áp cao. Mã CA234 để xác nhận hộp đen động cơ, nội dung là động cơ quá tốc độ. Mã CA238 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động là E03, cảm biến tốc độ NE của động cơ có điện áp thấp. Mã CA271 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, mạch bơm nhiên liệu IMV-PCV1 bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã CA272 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, mạch bơm nhiên liệu IMV-PCV1 bị ngắn mạch. Mã CA322 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, kim phun nhiên liệu số 2 bị ngắn hay hở mạch. Mã CA324 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, kim phun nhiên liệu số 3 bị ngắn hay hở mạch. Mã CA331 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, kim phun nhiên liệu số 2 bị ngắn hoặc hở mạch. Mã CA332 để xác nhận hộp đen động cơ, mã hành động E03, kim phun nhiên liệu số 4
bị ngắn hay hở mạch. Mã CA342 dữ liệu lên động cơ mã hành động E04. Nội dung là lỗi là dữ liệu trong hộp điều khiển DC. Động cơ bị lỗi đấy. Dữ liệu hộp điều khiển động cơ bị lỗi. Mã CA351 để xác nhận ở bên động cơ mã hành động E03. Nội dung dòng điện bất thường trong mạch nguồn cung cấp kim phun nhiên liệu. Mã CA352 để xác định động cơ mã hành động E03. Nội dung là điện áp cung cấp nguồn 1 cho cảm biến thấp. Tiếp theo, mã CA386 để xác định động cơ mã hành động E03. Điện áp cao nguồn 1 trong mạch cảm biến. Mã CA428 để xác định động cơ mã hành động E01. Nội dung là cảm biến nước trong nhiên liệu có điện áp cao. Mã CA429 để xác định động cơ mã hành động E01, cảm biến nước nhiên liệu. Cảm biến nước trong nhiên liệu có điện áp thấp. Mã CA435 để xác định động cơ mã hành động E02, công tắc áp suất dầu bôi trơn động cơ bất thường. Công tắc áp suất là dầu bôi trơn động cơ. Tiếp theo, mã CA441 được xác định ở động cơ mã hành động E04. Nội dung là điện áp cung cấp cho hộp điều khiển bị thấp. Tiếp theo, mã CA442 được xác định ở động cơ mã hành động E04. Điện áp cung cấp cho hộp điều khiển bị cao. Mã CA449 được xác định ở động cơ mã hành động E03. Áp suất nhiên liệu 2 trong thanh cao áp của nhiên liệu đó bị cao. Mã CA451 để xác định lên động cơ mã hành động E03, áp suất nhiên liệu trong cả hệ thống sau bơm cao áp bị cao. Tiếp theo, mã CA452 để xác định lên động cơ mã hành động E03, áp suất nhiên liệu của cả hệ thống sau bơm cao áp bị thấp. Mã CA488 để xác định lên động cơ mã hành động E03, tín hiệu nhiệt độ khí lạc quá cao. Ở đây là áp. Mã CA553 để xác định động cơ mã hành động E03, áp suất nhiên liệu trên thanh hòa áp kim phun sau bơm cao. Mã CA559 để xác định động cơ mã hành động E02, áp suất nhiên liệu, áp suất của bơm nhiên liệu thứ cấp bánh răm bị thấp. Mã CA689 để xác định động cơ mã hành động E03, cảm biến tốc độ NE của động cơ bất thường. Mã CA731 được xác định ở động cơ mã hành động E03, cảm biến tốc độ dự phòng backup động cơ bị bất thường. Mã CA757 được xác định ở động cơ mã hành động E04, mất dữ liệu trong hộp điều khiển của động cơ. Mã CA778 được xác định ở động cơ mã hành động E03, tín hiệu cảm biến tốc độ dự phòng backup bất thường. Tiếp theo, mã CA1633 được xác định ở động cơ mã hành động E03. Lỗi kết nối giữa hộp điều khiển HST và hộp điều khiển của động cơ. Tiếp theo, mã CA2185 được xác định ở động cơ mã hành động E03. Nội dung là nguồn cung cấp cho cảm biến bàn đạp chân ga quá cao. Mã CA2186 được xác định ở của động cơ mã hành động E03, nguồn cung cấp cho cảm biến bàn đạp chân ga bị thấp. Mã CA2249 được xác định hộp đen HST mã hành động E03, áp suất thấp trong hệ thống bơm bánh răng nhiên liệu thứ cấp. Mã CA2311 được xác nhận hộp đen của HST mã hành động E03, giá trị điện trở của nguồn điện IMV kim phun nhiên liệu quá cao hoặc thấp. Mã CA2555 được xác định hộp đen của màn hình mã hành động là E01, gele sấy khí nạp bị hở mạch.
CA2556 được xác định ở đen của màn hình, mã hành động là F01, giờ le sấy khí lạp để ngắn mạch. Mã D130KA được xác định hộp đan HST, mã hành động E02, giờ le khóa an toàn trung gian bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã D130KB được xác định hộp đen của HST, mã hành động E02, giờ le sấy an toàn trung gian bị ngắn mạch. Mã DAFRKR được xác định hộp đen màn hình, mã hành động E03, lỗi kết nối giữa HST và màn hình, mạng kèm. Mã DAFRMC được xác định ở đen màn hình, mã hành động E03, lỗi kết nối giữa màn hình và động cơ ở đây mạng kèm, ở đây hộp đen nhé. Tiếp theo, mã DAZ000 được xác định hộp đen của HST, bộ nhớ của hộp điều khiển HST bị lỗi. Mã DAZ0KK được xác định hộp đen của HST, mã hành động là E04, điện áp cung cấp cho hộp điều khiển HST bị thấp. Mã DAZ0KQ được xác định của hộp đen HST, mã hành động E03, lỗi mã máy trong bộ điều khiển HST. Mã DAZ0K được xác định hộp đen của HST, mã hành động E03, lỗi là tất cả dữ liệu trong bộ điều khiển của HST bị hỏng. Mã DAZ5KK được xác định của hộp đen HST, mã hành động là E04, nguồn cung cấp cảm biến số 1 của hộp điều khiển HST bị thấp, nhỏ hơn 4,5 hoặc lớn hơn 5V. Tiếp theo, mã DAZ6KK được xác nhận của hộp đen HST, mã hành động E03, nội dung là nguồn cung cấp cảm biến số 2 của hộp điều khiển HST bị thấp. Tiếp theo, mã DAZRKR được xác nhận hộp đen của HST, mã hành động E03, lỗi kết nối giữa hộp điều khiển HST và màn hình. Mã DB2RKR được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03, lỗi kết nối giữa hộp điều khiển HST và hộp điều khiển của động cơ. Mã DD12KA được xác nhận hộp đen HST, mã hành động là E02. Hai hệ thống trong mạch công tắc tăng số bị tắt đồng thời, ở đây là hở mạch. Mã DD12KB được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E02, hai hệ thống trong mạch công tắc tăng số bị bật đồng thời, ở đây là ngắn mạch. Mã DD13KA được xác nhận hộp đen của HST, mã hành động E02, hai hệ thống trong mạch công tắc giảm cùng tắt đồng thời, ở đây là hở mạch, công tắc giảm số. Mã DD13KB được xác nhận hộp đen của HST, mã hành động là E02, hai hệ thống trong mạch công tắc giảm số cùng bật đồng thời, ở đây là ngắn mạch, công tắc giảm số. Mã DD14KB được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03, công tắc khóa di chuyển 1 bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DD1NL4 được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E01, công tắc quạt quay quạt không kết nối. Mã DDDCKB được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E01, công tắc di chuyển lùi ngắn mạch. Mã DDB6KA được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E02, cảm biến áp suất dầu phanh không kết nối. Mã DDB6KB được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E02, cảm biến áp suất dầu phanh bị ngắn mạch. Mã DDB6MA được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E02, cảm biến áp suất dầu phanh bị sự cố. Mã DDQ2KA được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03, công tắc 1 khóa di chuyển bị ngắn mạch. Mã DDT0N4 được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E01, công tắc chế độ đi số tín hiệu không tương thích. Mã DDU1FS được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03, công tắc khóa di chuyển số 1, số 2 xảy ra sự cố. Như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn phần 1 danh sách mã lỗi của xe ủi D39EX-22 có mã lỗi từ DDU1FS